Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Pravda và TASS của Nga, khi được hỏi về khả năng bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái UAV từ Ba Lan hoặc Romania tại một cuộc họp báo thường lệ, bà Sabrina Singh, phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Mỹ nói, điều đó sẽ khiến chúng tôi tham gia vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine theo một cách khác. Hiện nay, chúng tôi cảm thấy Ukraine có thể phòng thủ thành công trước các cuộc tấn công của Nga. Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo Ukraine có được sự hỗ trợ cần thiết để làm điều đó. Về câu hỏi liệu các nước phương Tây có thể giúp đánh chặn các tên lửa và UAV trên bầu trời Ukraine như trường hợp của Israel hay không, bà Sabrina Singh nói, chúng ta đang nói về hai bối cảnh, hai mặt trận khác nhau. Ngay từ đầu, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ đạo cung cấp cho Ukraine những gì họ cần. Kiev đã rất thành công trong việc sử dụng, dù là phòng không hay việc khác, để tiếp tục giành lại lãnh thổ của họ. Tổng thống đã cam kết rằng Mỹ sẽ không đưa quân vào Ukraine, nhưng chúng tôi đang hỗ trợ Ukraine trong nỗ lực giành lại lãnh thổ của họ. Theo bà Sabrina Singh, Mỹ và các nước khác có nguồn dự trữ tên lửa tầm xa hạn chế và yêu cầu quan trọng là phải đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của Ukraine khi quyết định sử dụng loại vũ khí này. Tình báo Mỹ đã cảnh báo Washington và các đồng minh về những hậu quả nguy hiểm tiềm tàng khi cho phép Ukraine tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Liên bang Nga bằng tên lửa tầm xa của phương Tây. Theo hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS, vào giữa tháng 9 năm 2024, chính quyền Ba Lan cho biết họ sẵn sàng bắn hạ tên lửa trong không phận Ukraine vì họ coi việc tên lửa tiếp cận biên giới của mình là một mối đe dọa và hành động theo các quy định trong hiến pháp. Khi bình luận về các tuyên bố tương tự trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, bà Maria Zakharova, cho rằng ý định của Warsaw cho thấy Ba Lan coi miền Tây Ukraine là một phần không thể tách rời của mình. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng Warsaw có nghĩa vụ bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine bất chấp lập trường của NATO. Sau đó, Phó Tổng Thư ký NATO Mitra Joanna lưu ý liên minh này có thông lệ phải tham khảo ý kiến trước khi tham gia vào những hành động có thể gây ra hậu quả. Trong diễn biến mới nhất, một nguồn tin an ninh Ukraine cho biết máy bay của nước này đã bắn tên lửa hành trình do Anh và Pháp sản xuất về phía các lực lượng Nga đang cố tiến về một thành phố quan trọng ở đông Ukraine. Cuộc tấn công của Ukraine diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 4 tháng 10 ở thành phố Avdiivka, nơi quân Nga đã nắm quyền kiểm soát từ tháng 2. Nguồn tin trên cho hay, các chỉ huy Nga đã đổ quân, thiết bị quân sự và vật tư vào khu vực này như một phần của cuộc tấn công vào trung tâm hậu cần quan trọng Proprov của Ukraine. Nguồn tin an ninh Ukraine tiết lộ, lực lượng vũ trang Ukraine đã dùng tên lửa Storm Shadow, Scarf, do các quốc gia phương Tây tặng. Storm Shadow là tên mà Anh đặt cho loại tên lửa do nước này và Pháp sản xuất, Pháp gọi là Scarf. Tên lửa này bay với tốc độ dưới âm thanh và là vũ khí hiệu quả tấn công các tòa nhà được bảo vệ tốt. Ukraine đã thúc giục Anh và các đồng minh khác cho phép nước này sử dụng tên lửa tầm xa như Storm Shadow tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga, thay vì chỉ giới hạn sử dụng trong phạm vi Ukraine. Anh dường như sẵn sàng đồng ý nhưng cũng đang chờ Mỹ chấp thuận. Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa bật đèn xanh cho Ukraine khi Nga cảnh báo sẽ coi động thái như vậy là sự tham gia trực tiếp của các nước NATO vào cuộc xung đột. Tổng thống Nga Vladimir Putin thậm chí còn ám chỉ rằng điều đó có thể biện minh cho một phản ứng hạt nhân. Tạp chí L'Express của Pháp viết rằng, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày càng không hài lòng với các đồng minh phương Tây và ngày càng lên tiếng phản nàn về các quyết định của họ. Tạp chí L'Express viết, Tổng thống Zelensky đang mất kiên nhẫn với các đồng minh của mình. Vào ngày 3 tháng 10, Tổng thống Ukraine đã nhấn mạnh những bất bình mà ông đã ấp ủ trong nhiều tháng đối với phương Tây, cáo buộc phương Tây đã rút bớt về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho đất nước của ông. Tạp chí đề cập đến nội dung trong một tài liệu dành riêng cho cuộc gặp của ông Zelensky với tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ngày 3 tháng 10, ông Rutte đã có chuyến thăm không báo trước tới Kiev và đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky. Sau cuộc gặp với tân Tổng thư ký NATO, người đứng đầu chế độ Kiev thừa nhận các đồng minh của Ukraine chưa sẵn sàng bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga, còn nước này đang gặp khó khăn trong việc gia nhập NATO. Ông Zelensky đã nhiều lần yêu cầu Ukraine được phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Tuần trước, ông Zelensky được cho là sẽ thảo luận vấn đề này trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhưng Nhà Trắng không thông báo thay đổi cách tiếp cận đối với lệnh cấm sử dụng vũ khí tầm xa. Trong nhiều tháng qua,
Kiev đã cố gắng thuyết phục các nước NATO mở rộng phạm vi phòng không của họ vào lãnh thổ Ukraine với lý do các hệ thống tên lửa do phương Tây tài trợ không thể đối phó với các đợt tấn công sắp tới của Nga. Ukraine đã ký một hợp ước an ninh với Ba Lan với điều khoản đó vào tháng 7, nhưng Warsaw lại rút lại với lý do cần phải tham vấn với NATO. Trong một diễn biến liên quan, Ukraine thừa nhận binh sĩ đã kiệt sức vì các cuộc tấn công của Nga và Ukraine và rút quân khỏi thành trì quan trọng này. RT đưa tin, lực lượng Ukraine ở thành phố pháo đài Ukraine thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Donetsk cho biết đang rút quân khỏi thành trì sau nhiều tuần giao tranh dữ dội với quân đội Nga. Nằm trên một ngọn đồi ở khu vực trống trải và hầu như chỉ bao gồm các tòa nhà bê tông cao tầng, Ukraine đã được quân đội Ukraine biến thành một pháo đài lớn. Cuộc chiến thành trì đã diễn ra trong nhiều tháng, nhưng trong những tuần gần đây, lực lượng Nga tăng cường tấn công và kiểm soát một số khu vực của thị trấn. Ngày 2 tháng 10, lực lượng đặc nhiệm Kotitsa của quân đội Ukraine đã ra tuyên bố trên kênh Telegram tiết lộ rằng Bộ Chỉ huy cấp cao đã cho phép thực hiện một cuộc điều động rút quân khỏi Ukraine. Động thái này nhằm mục đích bảo toàn nhân sự và trang thiết bị chiến đấu cho các hoạt động chiến đấu tiếp theo, Kotitsa giải thích. Theo nhóm này, các đơn vị Ukraine ở Ukraine đã kiệt sức vì các cuộc tấn công của Nga vào hai bên sườn và thị trấn có nguy cơ bị bao vây. Trước đó trong ngày, một nguồn tin an ninh nói với hãng thông tấn TASS rằng lực lượng Nga đã hoàn tất hoạt động dọn dẹp của họ trong thị trấn. Một số đơn vị của Kiev ở đó đã phải chịu thiệt hại lớn sau khi không kịp rời khỏi Ukraine, nguồn tin này cho biết thêm. Cũng vào ngày 2 tháng 10, ông Jan Garin, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk, nói với RIA Novosti rằng cờ Nga đã được kéo lên trên tòa thị chính của Ukraine. Tuy nhiên, Jan Garin cũng lưu ý rằng còn quá sớm để nói rằng lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn. Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến Ukraine trong bản tin hàng ngày. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin về việc chiếm được làng Vernekamensky ở phía đông bắc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Khu định cư này nằm cách thị trấn Sverdlovsk 5 km về phía đông, một thành trì quan trọng của Ukraine và là trung tâm hậu cần trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nga ước tính lực lượng Ukraine đã mất tới 2.120 quân nhân trên khắp tiền tuyến trong 24 giờ qua. Quân đội Nga đã sử dụng bom FAB-3000 nặng 3 tấn ở khu vực Kursk. Quả bom được thả xuống các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine. Đây được coi là một trong những vũ khí mạnh nhất của hoạt động quân sự đặc biệt này đã được sử dụng vào tối ngày 2 tháng 10 gần làng Kremianoye thuộc địa phận Kronevsky, vùng Kursk của Nga. Đoạn video ghi lại cảnh quả bom phát nổ trên một cánh đồng. Ngoài ra, đầu tháng 8, ngay sau khi bắt đầu cuộc xâm nhập khu vực Kursk, một máy bay ném bom Su-34 đã thả một quả bom FAB-3000 vào một nhóm thiết bị quân sự của Ukraine ở khu vực Sumy, một trong những khu vực giáp biên giới với Nga. Trước đó, tập đoàn Rostec đã thông báo rằng họ đang tăng cường sản xuất bom hàng không có sức nổ lớn ở mọi cỡ nòng, bao gồm FAB-3000, có mô đun điều khiển và hiệu chỉnh lướt UMPK. Bom FAB-3000 với mô đun UMPK vẫn là loại bom mạnh nhất cùng loại trong kho vũ khí của máy bay quân sự Nga. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell cho biết, việc tái thiết lực lượng của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine đã khiến cho Mỹ ngạc nhiên. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell đã nhận định rằng Washington rất quan ngại về sự tái thiết nhanh chóng của quân đội Nga và một phần cho rằng điều này là do mối quan hệ đáng gờm giữa Moscow và Trung Quốc. Thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 2 tháng 10, do Quỹ Kenich vì Hòa bình Quốc tế, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington, tổ chức, ông Campbell tuyên bố rằng những gì chúng ta đang thấy trong suốt 2 năm qua là sự tái thiết quân đội của Nga với tốc độ và quyết tâm, thành thật mà nói, khiến chúng ta ngạc nhiên. Ông thừa nhận thêm rằng đây là chủ đề thực sự gây khó khăn cho phương Tây. Ông Campbell được hỏi liệu Mỹ có quá thận trọng khi cung cấp năng lực quân sự cho Kiev hay không, nhưng ông không trả lời rằng Washington là nhà cung cấp viện trợ lớn nhất cho Ukraine và phần lớn viện trợ được chuyển theo đúng thời hạn. Ông Campbell tuyên bố, phương Tây thừa nhận rằng việc giải quyết xung đột Ukraine sẽ đòi hỏi sự tham gia ngoại giao với Nga trong tương lai không xa, đồng thời nhấn mạnh rằng Washington có một số ranh giới đỏ nhất định. Thứ trưởng cho biết, chúng ta có lợi ích rất lớn, chúng ta không thể chấp nhận những kết quả không tối ưu đến mức Nga hoặc Trung Quốc sẽ nghĩ rằng kinh nghiệm này nên được chép ở những nơi khác. Các mục tiêu được nêu của Moscow trong cuộc xung đột bao gồm biến Ukraine thành một quốc gia trung lập với giới hạn về sức mạnh quân sự, đảo ngược các chính sách phân biệt đối xử với người Nga của Kiev và loại bỏ những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine khỏi các vị trí có thẩm quyền.
Nga cũng yêu cầu Kiev từ bỏ tuyên bố chủ quyền đối với 5 khu vực trước đây thuộc Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Mỹ vào tháng trước để trình bày kế hoạch chiến thắng của mình, mà các quan chức Mỹ được cho là đang hoài nghi Kiev đang tìm cách đánh bại Nga về mặt quân sự với sự giúp đỡ của phương Tây. Thưa quý vị, nhà phân tích chính trị Thổ Nhĩ Kỳ Rigit Sener mới đây cho rằng những tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về răn đe hạt nhân có nghĩa là nhà lãnh đạo Nga đang sử dụng lợi thế của mình trước phương Tây vào đúng nơi và đúng lúc. Thư ký báo chí của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các chính trị gia nhạy cảm ở phương Tây trước đây đã coi trọng các tuyên bố của ông Putin về răn đe hạt nhân. Ông nói thêm rằng Nga tiến hành dựa trên tiền đề rằng một loạt hoạt động quân sự đặc biệt phải được kết thúc bằng việc đạt được các mục tiêu của mình. Chuyên gia Sanner nói, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuân thủ chính sách rất bình tĩnh, khôn ngoan trước những hành động khiêu khích của phương Tây. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, Nga đã có những bước đi rất hợp lý và sẽ tiếp tục với tốc độ như vậy. Hãy chú ý đến thông tin mới nhất của ông Vladimir Putin về học thuyết hạt nhân của Nga. Điều này có nghĩa là ông Putin chơi con át chủ bài của mình đúng nơi và đúng thời điểm khi các điều kiện đang nằm trong tay Moscow. Theo ông, phía Nga phản ứng chu đáo và khôn ngoan trước những hành động hấp tấp của phương Tây, bằng chứng là quân đội Nga chiếm ưu thế rõ ràng trên tiền tuyến. Đặc biệt, chuyên gia này kêu gọi sự chú ý đến sự thất bại của cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk. Nhà phân tích cho biết, Moscow đang đáp trả những trò hề của phương Tây trên chiến trường. Hãy nhìn những gì đang xảy ra ở khu vực Kursk. Cuộc tấn công của Ukraine đã dừng lại, quân đội Nga đang tiến về mọi hướng trên mặt trận. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó nói rằng Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị xâm lược, kể cả nếu kẻ thù sử dụng vũ khí thông thường gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền đất nước. Ngoài ra, theo ông, Liên bang Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp có hành động xâm lược Belarus. Giới chuyên gia nhận định, tuyên bố của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về việc xem xét lại các nguyên tắc cơ bản hướng dẫn chính sách răn đe hạt nhân của nước này là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Moscow và phương Tây đang căng thẳng. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết, vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 8, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công với mục đích chiếm giữ lãnh thổ ở khu vực Kursk. Bước tiến của họ đã bị chặn lại. Ông nhấn mạnh rằng hoạt động ở khu vực Kursk sẽ kết thúc với việc đánh bại kẻ thù và tiếp cận biên giới quốc gia. Như Bộ Quốc phòng Nga đưa tin vào ngày 2 tháng 10, trong cuộc giao tranh ở hướng Kursk, phía Ukraine đã mất hơn 19,5 ngàn quân nhân và 135 xe tăng. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng chế độ Kiev đã thực hiện một hành động khiêu khích và đang bắn bừa bãi, kể cả vào các mục tiêu dân sự. Ông Putin cho rằng kẻ thù sẽ nhận được sự đáp trả xứng đáng, mọi mục tiêu mà Nga đặt ra sẽ đạt được. Ông Suslov, cũng là phó giám đốc nghiên cứu tại Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng Nga lưu ý, phương Tây đang leo thang và thậm chí tiến hành một cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga. Đồng thời, họ cũng đang thảo luận về việc chuyển đổi cuộc xung đột này thành cuộc chiến tranh nóng. Theo nhà phân tích này, lý do cơ bản khiến phương Tây hành động như vậy là vì họ tin rằng Nga sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân và thiệt hại đối với phương Tây do thất bại của Ukraine cao hơn nhiều so với thiệt hại do leo thang. Vì vậy, giờ đây Nga đang thay đổi cán cân đó và cố gắng thuyết phục phương Tây rằng thiệt hại đối với chính họ sẽ giống như tự sát. Tốt hơn là không nên leo thang căng thẳng thêm nữa. Với việc sửa đổi học thuyết hạt nhân, Nga vừa có thể sử dụng vũ khí hạt nhân theo nhiều lựa chọn hơn, vừa có thể đối phó với Ukraine, quốc gia đang hợp tác với các nước phương Tây sở hữu vũ khí hạt nhân. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!